Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tờ Wall Street Journal, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới với Liban, Israel đã đưa ra tối hậu thư ngầm nhằm buộc Hezbollah phải rút binh sĩ ra khỏi khu vực này thông qua những cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạ tầng, lãnh đạo và lực lượng của Hezbollah israel đang tận dụng lợi thế quân sự và tình báo của mình để tạo áp lực lựa chọn cho hezbollah rõ ràng hoặc di chuyển khỏi biên giới israel hoặc đối mặt với một cuộc xung đột toàn diện israel bắt đầu tập trung về hezbollah sau khi mặt trận ở giải gaza trở nên tĩnh lặng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống liên lạc của hezbollah như kích nổ thiết bị nhắn tin và bộ đàm đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng điều phối của phong trào này đồng thời các cuộc không kích vào beirut nơi đặt căn cứ của lực lượng tinh nhuệ Radwan đã khiến phần lớn lãnh đạo cấp cao của Hezbollah bị loại bỏ. Những hành động này thể hiện rõ ràng sự chuyển đổi chiến lược của Israel từ việc kiềm chế tấn công trực tiếp sang hành động mạnh mẽ hơn nhằm vào đầu não của nhóm này. Sự gia tăng trong các cuộc tấn công còn nhằm gửi một thông điệp rõ ràng đến Hezbollah và lãnh đạo của phong trào này là ông Hassan Nasrallah. Israel không còn coi các cuộc tấn công như vậy là vượt quá ranh giới đỏ Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong quy tắc không chính thức của cuộc xung đột vốn đã kéo dài hàng thập kỷ giữa hai bên, trong đó có những giới hạn ngầm về địa điểm và đối tượng tấn công. Theo các quan chức Israel, các cuộc đàm phán nhằm đạt được một giải pháp hòa bình đã rơi vào bế tắc. Mỹ đã nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận, theo đó Hezbollah sẽ tự nguyện rút lực lượng vài chục km khỏi biên giới. Quay trở lại danh giới được thiết lập sau cuộc chiến Liban năm 2006, Tuy nhiên, sự không hiệu quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và tuyên bố tiếp tục tấn công của Hezbollah đã làm phức tạp tình hình. Trong khi đó, thời gian không còn nhiều để Israel đạt được một giải pháp ngoài giao tranh. Áp lực từ công chúng và chính trị trong nước đang buộc Israel phải hành động mạnh mẽ hơn. Với hơn 50.000 cư dân miền Bắc Israel đã bị di rời do xung đột, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thể để mất quyền kiểm soát khu vực này. Vào tuần trước, Israel đã chính thức bổ sung mục tiêu tái lập an ninh ở miền Bắc vào các mục tiêu xung đột của mình. Trong những tháng gần đây, Hezbollah đã bắn hàng nghìn quả tên lửa vào Israel, tăng đáng kể số lượng so với đầu năm. Dù vậy, Israel cũng không ngừng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Hezbollah ở Liban. Sự đáp trả của Hezbollah không hề giảm sút. Trong một phát biểu gần đây, thủ lĩnh của nhóm Nasrallah đã cảnh báo rằng nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Liban, Hezbollah đã sẵn sàng đối phó và sẽ biến cuộc chiến thành cơn ác mộng cho quân đội Israel. Dù Hezbollah gia tăng cảnh báo, Israel đã có những động thái chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản xung đột trực tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đến thăm lực lượng quân đội nước này ở miền Bắc và yêu cầu họ chuẩn bị cho một cuộc chiến khó khăn. Vận chuyển các lực lượng dù và biệt kích từ Gaza đến miền Bắc cho thấy Israel đã tính đến khả năng xung đột lan rộng sang Liban. Trong các cuộc tấn công gần đây, Israel không chỉ nhắm vào Hezbollah tại Liban mà còn nhằm vào các căn cứ của lực lượng này ở Syria và Iran, nhấn mạnh vai trò của Iran trong việc hỗ trợ Hezbollah. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực. Do đó, cuộc xung đột gia tăng giữa Israel và Hezbollah không chỉ ảnh hưởng đến hai bên trực tiếp tham gia, mà còn gây ra làn sóng lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Lầu Năm Góc đã ra lệnh triển khai nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman đến khu vực địa Trung Hải nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu cuộc chiến toàn diện nổ ra, không chỉ Liban và Israel sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề, mà cả khu vực Trung Đông có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdelati mới đây đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục gia tăng nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh tình trạng căng thẳng hiện nay ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Ông Abdelati đưa ra cảnh báo trên trước thêm cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Với việc nhiều cường quốc kêu gọi Israel và Hezbollah tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột toàn khu vực. Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ông Adelati nêu rõ, có mối lo ngại lớn về khả năng tình trạng căng thẳng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Tình trạng gia tăng bạo lực mới nhất đã tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza nhưng Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ có đầy đủ quyết tâm và cam kết tiếp tục các nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã cố gắng làm trung gian cho các cuộc đàm phán để bảo đảm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Tuy nhiên, ông Abdelati nói rằng tất cả các thành phần của thỏa thuận đã sẵn sàng. Vấn đề là việc thiếu ý chí chính trị từ phía Israel. Ông cũng đổ lỗi cho những chính sách và động thái của Israel về tình trạng giao tranh dữ dội với Hezbollah, một đồng minh của Hamas. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập nói thêm, Chúng tôi đang trao đổi với các đối tác khu vực và quốc tế, bao gồm cả Mỹ, về tầm quan trọng của việc ngăn chặn gia tăng căng thẳng, cũng như chấm dứt các chính sách đơn phương mà Israel đang thực hiện. Hồi cuối tháng 7, Ai Cập cũng lên tiếng cảnh báo nguy cơ về một mặt trận mới ở Liban sau vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Masdan Sam ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Bộ ngoại giao Ai Cập khiờ nhấn mạnh, diễn biến nêu trên có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột khu vực toàn diện, đồng thời kêu gọi hỗ trợ và bảo vệ Liban. Tuyên bố của Bộ ngoại giao Ai Cập cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn những hậu quả từ tình trạng gia tăng căng thẳng xung đột, điều mà Ai Cập cảnh báo có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh toàn cầu. Ngoài ra, Ai Cập cũng nhắc lại cảnh báo về các mối nguy hiểm của cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời kêu gọi các bên tiến tới lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức để chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza càng sớm càng tốt, cũng như khôi phục an ninh và ổn định trong khu vực. <laughs> Tuần báo Economist dẫn một nguồn tin quân sự tiết lộ Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Liban, động thái được cho là để thiết lập vùng đệm ở khu vực biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên hiện tại không có đủ lực lượng để thực hiện. Economist cũng đề cập đến tình trạng chia rẽ trong giới lãnh đạo quân sự và chính trị Israel với việc một số người ủng hộ hành động leo thang nhanh hơn để tận dụng tình hình hỗn loạn trong nội bộ phong trào Hezbollah ở Liban, trong khi các quan chức khác lại đề xuất cách tiếp cận thận trọng hơn để buộc lực lượng này phải xem xét lại lập trường và lùi bước. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Joab Galan đã tuyên bố giai đoạn mới trong nỗ lực chiến tranh của Israel tại khu vực nêu trên, với trọng tâm chuyển từ mặt trận phía nam ở giải Gaza sang mặt trận phía bắc ở liban căng thẳng giữa israel và lực lượng hezbollah ở liban đang ngày một gia tăng hai bên đã giao tranh dữ dội khi các máy bay chiến đấu của israel tiến hành đợt không kích mạnh mẽ nhất trong gần một thập kỷ qua trên khắp miền nam liban đáp lại hezbollah phóng nhiều tên lửa trong đó một số quả rơi xuống gần thành phố haifa miền bắc israel dư luận quốc tế đang rất lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc giao tranh tổng lực giữa israel và hezbollah bởi nếu điều này xảy ra sẽ khiến xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm gần đây nhất với người đồng cấp Mỹ, Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Yoav Galan cho rằng, thời gian cho các giải pháp ngoại giao nhằm ngăn ngừa xung đột toàn diện với lực lượng Hezbollah tại Liban đang cạn dần. Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Yoav Galan nhấn mạnh khả năng đạt được nhất trí về một khuôn khổ ở chiến trường phía Bắc đang dần khép lại khi Hezbollah tiếp tục tự ràng buộc với Hamas. Theo tuyên bố từ văn phòng Bộ trưởng Galan, hai bên cũng thảo luận về các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận trả tự do cho con tin đang bị phong trào Hamas giam giữ. Bộ trưởng Galan khẳng định Israel sẽ tiếp tục kế hoạch quân sự nhằm giải tán phong trào Hamas và đảm bảo việc trả tự do cho các con tin bằng mọi giá. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin, chỉ huy bộ tư lệnh phía Bắc Israel đã khuyến nghị tiến hành chiến dịch nhanh tại biên giới nhằm tạo ra vùng đệm tại miền Nam Liban. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã thực hiện cuộc không kích vào kho vũ khí Tikhoresk ở Krasnodar Krai, nơi được gọi là một trong ba kho đạn lớn nhất ở Liên bang Nga và là một trong những cơ sở lưu trữ quan trọng trong hệ thống hậu cần của quân đội Nga. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, theo thông tin mà chúng tôi có, tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công, một đơn vị khác đã có mặt tại kho vũ khí, nơi chuyển ít nhất 2.000 tấn đạn, bao gồm cả đạn từ Triều Tiên hai máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công địa điểm này trước khi bị lực lượng phòng không địa phương tấn công. Theo nội dung video, đám cháy bùng phát sau khi các mảnh vỡ rơi ra từ một trong những máy bay không người lái. Thống đốc khu vực Nga Veniamin Kondratiev cho biết 1.200 người dân địa phương đã được sơ tán và không có thương vong. Cơ quan an ninh Ukraine cũng tấn công một kho đạn dược khác ở Oktyavsky thuộc vùng Tv. Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã bắn hạ và đánh chặn 101 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong khi các báo cáo cho thấy đã xảy ra nổ tại các kho đạn ở khu vực Krasnodar Krai và tỉnh Tv. Một hệ thống radar Potlet của Liên bang Nga hỗ trợ phòng không cho kho vũ khí cũng đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã tấn công kho vũ khí số 23 của Cục Pháo binh chính thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga gần làng Oktyabsky ở tỉnh TV. Chính quyền địa phương ở tỉnh TV báo cáo rằng một số lượng thiết bị bay không người lái không xác định đã bị bắn hạ trong khu vực, nhưng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về hậu quả của cuộc tấn công. Cơ sở này nằm gần một kho vũ khí ở Toropets, một trong những kho vũ khí lớn nhất của Nga, nơi đã bị thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công vào ngày 18 tháng 9. Theo tờ Rosyanskaya Gazeta của Nga, kho vũ khí Toropes lưu trữ tên lửa, đạn dược và thuốc nổ. Kho vũ khí này được xây dựng vào năm 2015 với chi phí 39 triệu đô la Mỹ. Cơ sở này được trang bị trạm biến áp điện, bể chứa nước và nhiên liệu cùng hơn 100 ao chứa nước chữa cháy. Theo RIA Novosti, kho vũ khí Toropes cũng có các cơ sở có thể làm nơi cư trú cho 200 binh sĩ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, họ đã ghi nhận hỏa hoạn và tiếng nổ ở khu vực của cả kho vũ khí quân sự Tikhorets và Oktyabsky. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 53 thiết bị bay không người lái đã bị chặn trên bầu trời tỉnh Bryansk, 18 chiếc bị chặn trên bầu trời khu vực Krasnodar Krai, 16 chiếc bị chặn trên bầu trời biển Azov, 5 chiếc bị chặn trên bầu trời tỉnh Kaluga và 9 chiếc bị chặn trên bầu trời tỉnh Kursk, Smolensk và bán đảo Crimea. Một nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine nói với hãng truyền thông Horomaske rằng Họ cũng tấn công sân bay quân sự Saykovka ở tỉnh Kaluga, nơi có máy bay chiến lược Tu-22M mà Liên bang Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine.